Xin chào các bạn đến kênh Phạm Vi nha. Hôm nay có một người nói chia sẻ khi mình chia sẻ là làm cái khung lập này. Nếu mình là tự mình làm mà không biết kích thước. Nhiều anh em trên hội cũng hỏi luôn nhưng mà người ta cho kích thước nhưng không hiểu cách làm. Đó, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Ví dụ như mình đi cái form này nha. Ví dụ mình đi ví dụ nha. Còn các bạn nào muốn đi form nào thì do các bạn nha. Đây. Dưới nè, ví dụ mình đi ở giữa đi, mình đi ở giữa nè, mình đi làm 15 đi. Mình ghi 15 cm ha. Đó. Nhưng khúc bầu này đi mình cho nó là 40 cm. Mình vẽ 6 thôi, không có gu hoa mỹ đó. Ví dụ như là một mình có gạch ngang lại là mình chỉ nửa ra nó xong là mình đi khoảng tầm 20 nang nha. Mình chỉ ví dụ nha, 20 nang đi. Đó. Rồi mình đi một cái lập bầu trên nữa. Còn không giữa các bạn đi sao các bạn đi. Còn cái trên như ở trên đây nè. Trên đây nè. Bạn đi sao các bạn đi tùy các bạn, mình chỉ chỉ cái khung thôi. Ở trên tại vì nếu mà bạn cái khung cái trên là bạn quá dễ rồi. Đó. Ở trên thì chỉ như vậy. Mình chia là 20 nang luôn. Thầy bạn phải đi đều. Mình không có học mỹ thuật nhiều xấu quá đó đúng không. Và bạn đi ví dụ như bạn đi cái hàng này đi, hàng cung dưới đi là thôi đi đi cung dưới đó đi, cung trên là hai bạn đi lập sâu đỏ thì là nó là một phân đi, một phân nha. Đó thì 20 cây nó là sẽ ra 20 phân đó, mà bốn cánh như vậy á, bốn cánh một và hai nè, một mà hai là ba bốn nè, đó thì nó sẽ ra là 80 phân đó. Ở trên bạn ghi là 80 phân nhưng mà ở trên thường thường á, mình thấy các bạn làm là chia nửa ra là cũng như là ghép hai cánh là 40 40 á, em ghi 40 thôi, xong bạn ghép lại đó, bạn ghép lại một cái cánh là hai cánh là 40 đó. Còn ở dưới là bạn đi là mình cũng đi là 20 phân luôn. Nhưng mà 20 cây nang phải không? Nhưng một cây nang á các bạn đi khoảng tầm một phân. Đúng không? Một cây nang này nè. Để mình chỉ cho. Các bạn dễ hiểu. Một cây nang này nè. Là đi một phân. Đó, một phân. Bạn chia cho là bạn đi làm tầm 13 cái nang đi. 13 cái nang ở cái khung này. 13 cái nang là ở 13 phân. Đây là mình chỉ cách cho bạn chia nha, bạn chia bạn tính kích thước nha, làm một cái khung lập nha. Chứ không phải là mình chia này các bạn nha, mình chỉ chia cho ví dụ thôi. Là 13 đi, 13 phân. Là đi 13 cái nang nha, tại vì ở dưới đây là bạn đi 20 cây rồi, là 13 cây thôi. Nó là 13 phân. Đó. Thế nhưng bạn sẽ còn lại 7 cây. 7 cây đi. 7 cây thì bạn đi 0,7 thôi. Là cái lúc lật lúc lật lúc bầu này nè. Cái đường bầu này nè. Bạn đi là 0,7. Đó, 0,7 thôi. Là không biết là 7 nhân 7 là 49, là bạn đi 4/9 nữa. Đúng không? 4/9 là bạn cộng thêm 13. 13 cộng 5 đi, cho 5 phân như vậy, đó là 18 phân. Đó. Là cái hàng cung dưới nè, cái hàng cung dưới nè. Là đi 18 phần 18 18 18 18 là 36, 36 là 72. Đó là khung dưới là 72 nè. 72. Đó. Còn ở trên là bạn cứ đi 40 phân là 80. Nó là 72 và 80 đó. Ở dưới là 72, ở trên là 80. Đó, còn 80 này chia chia ra là thành 40 40 là hai cách sạch đó. Nó còn ở giữa là đi cái giữa nè.
là 10 nữa. Cái này là bạn muốn để còn để không tùy các bạn, là 10 á, 15 vẫn được tùy các bạn. Nhưng mà 10 cái thì nó nhỏ, còn 15 thì nó lớn vậy thôi. Đó, đấy 36 nó là 72 phân. Đó, bạn uống trong được một cái dòng này. Đó, mình chia ra. Đó. Bạn nhớ nha, đi 10 các bạn nên nhớ là đi 13 phân nha. 13 phân thôi. Còn 7 cây cuối cùng này là phải đi vào 0,7 nha. Cái cây mà bốn cái gạch này á, bạn đi là đi vào 0,7, không có đi là một phân. Thì lúc nào á, cái hàng này á, nó cũng ôm cái hàng này vô, tập bầu nó ôm vô, nên lâm ra là cái nan của cái hàng này nó cái hàng này nè nó sẽ nhỏ hơn bất cứ cái lập nào cũng vậy á, nó cái bầu cái hàng này cái bầu lại và nan xích lại nó. Nhiều khi anh em lập mình sao hỏi chim không đều là cái này nè đó. Đó. Thì các bạn cứ lấy một cái lớp ba đi, các bạn đi là 72 phân với 80 phần trên, rồi cắt là 40 40 nữa, đó là một cái ngắn cầu sập đó. Cầu sập thì các bạn gai với 45 cũng được, ý là cái cầu sập nha chứ không phải là cái khung nha. Cái khung mà bạn đi là 40 nha, đó 40 thì bạn sẽ ra được một cái này thôi, khung lập thôi. Còn ở trên thì các bạn đi tùy các bạn đó. Còn anh nào mà không có làm cái khung trên á thì cứ nhắn tin cho mình đi, mình sẽ gửi cái nhiều mẫu lắm. Mình có nhiều mẫu qua làm khung trên lắm nha các bạn, mình có siêu tầm mẫu nữa đó. Đây là cái công thức mà cho anh em dễ tính á, cho dễ làm ra được cái khung lụp á đó. Nhiều anh em mà cứ xin kích thước mà mình không có, giống như là người ta nhắn cho nhưng mà các bạn không có hiểu được cái là kích thước người ta làm. Tại vì người ta làm là người ta đã tính nó trong đó rồi. Còn mình xin thì mình xin kích thước thôi, nhưng mình nhắn ra là có lập nhưng mình không biết đi cái nan nó như thế nào. Đó, đây là mình chỉ cho bạn cách đi nan luôn. Đó, đi dễ luôn, đơn giản thôi. Nó như cái này nè. Rồi đơn giản thôi, không nhiều. Không có cần mà cầu kỳ quá. Cái này thì mình làm chơi, mình làm nó sai từ lúc đầu rồi. Đó. Mình đang lên cái lập này là lập lập tự động, nhưng mà mình chưa làm xong cái nắp, mình là nắp cắt rồi mình mới lên được cái tự động đó. Thôi mình chia sẻ cho các bạn tới đây nha, còn các bạn nào không biết thì cứ bình luận đi, tại vì video mà dài quá thì mới nó mất hay nha các bạn. Xin chào các bạn nha. Nếu mà hay thì cứ đăng ký kênh này, cứ hỏi gì cứ nhắn tin cho mình hay là cứ bình luận á.